kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ ba ngày 1 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Mở đầu bản tin, chúng tôi xin giới thiệu một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8 năm 2023, đặc biệt là việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng từ tháng 7 năm 2023 với mức tăng như sau: tăng 12,5% mức hưởng của tháng 6 năm 2023 với người đã được tăng thêm 7,4% từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tăng 20,8% mức hưởng của tháng 6 năm 2023 với người chưa được tăng thêm 7,4% từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tại kỳ chi trả tháng 8 năm 2023, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14 tháng 8 năm 2023, đồng thời thực hiện chi trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7 năm 2023. Ngoài ra, kể từ ngày 15 tháng 8, người dân được đăng ký xe mô tô tại nơi tạm trú, mức phí sát hạch lái xe cũng tăng từ tháng 8 năm 2023, không quy định chức danh công chức trưởng công an xã do đã bố trí công an chính quy ở cấp xã. Sáng nay, Ban dân vận tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp tại 6 xã phường thuộc 6 huyện thành phố được chọn làm điểm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, sau 4 tháng thực hiện mô hình, công tác cải cách hành chính tại các xã phường đã có sự chuyển biến rõ nét, tạo ấn tượng tốt đối với người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ giao dịch. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, 4 huyện thị còn lại sẽ triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các xã phường nâng cấp trang thiết bị cơ sở vật chất để nhân rộng mô hình. Sáng nay, hội nghị phát triển làng nghề hoa cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã diễn ra tại xã Tân Quan, huyện Văn Giang. Hiện nay toàn tỉnh có 7 làng nghề hoa cây cảnh được công nhận, tập trung tại hai huyện Văn Giang và Quế Châu. Các đại biểu cho rằng trong thời gian tới, Hưng Yên cần kết nối du lịch làng nghề hoa cây cảnh với du lịch của tỉnh và đề xuất các tuyến du lịch mới, xây dựng hai mô hình điểm tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang và xã Bình Minh, huyện Quế Châu để mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch làng nghề hoa cây cảnh, đào tạo, tập huấn chuyên sâu, nâng cao nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác với các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành. Sáng nay ngày 1 tháng 8 tại huyện Phù Cử, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo triển khai đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045. Các đại biểu đã tham quan thực tế tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt ở các xã Đình Cao, Tam Đa, Nhật Quang. Đây là 3 trong số 5 hệ thống xử lý nước thải do huyện Phù Cử đầu tư xây dựng đã đi vào hoạt động và bước đầu đem lại hiệu quả, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mỗi hệ thống có diện tích khoảng 200 m², công suất xử lý 50 mét khối trên một ngày đêm theo công nghệ hệ thống xử lý nước thải phân tán DEWAS của Viện Khoa học Thủy lợi. Nước thải từ các hộ gia đình sẽ được gom vào bể chứa để xử lý lắng đọng ở các hố chứa trước khi thải ra môi trường, qua đó giảm triệt để nước thải bẩn ra môi trường. Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về sự cần thiết phải có hệ thống xử lý nước thải tại các khu dân cư, nêu một số khó khăn và đề xuất giải pháp để đề án của tỉnh sớm được triển khai rộng rãi. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, vụ cháy đường dây điện tại xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên xảy ra ngày 13 tháng 7 vừa qua cho thấy những trụ sở cơ quan đã xây dựng lâu năm cần quan tâm cải tạo hệ thống điện để tránh thiệt hại chập cháy đường dây truyền tải điện do quá tải. Vụ cháy dây truyền tải điện đã ảnh hưởng đến các hoạt động chính của Ủy ban nhân dân xã Minh Phượng, máy tính, máy in không hoạt động được, trong khi trên 80% phần việc làm trên máy tính khiến cơ quan phải dừng hoạt động trong 5 giờ đồng hồ để nhân viên ngành điện đến xử lý. Hay như trụ sở trạm y tế xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử cũng là công trình tiềm ẩn nguy cơ đường dây điện chập cháy bất cứ lúc nào bởi công trình đã sử dụng tròn 30 năm. Việc cấp điện cho hai điều hòa cũng chỉ là tạm bợ với việc đấu nối sơ sài. Bên cạnh đó, trần thấm nước cũng gây nguy cơ mất an toàn tại nơi đây. Đảm bảo an toàn điện đối với trụ sở, các cơ quan luôn cần được quan tâm, không chỉ góp phần giảm thiệt hại khi xảy ra cháy nổ mà còn đảm bảo hoạt động liên tục của cả bộ máy của cơ quan đó. Sau gần 2 ngày đóng đèo để khắc phục hậu quả vụ sạt lở tại trạm cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc, từ trưa nay 1 tháng 8, đèo Bảo Lộc đã được thông xe trở lại.
Cụ thể, lực lượng chức năng đã khắc phục hậu quả dọn dẹp sạch bùn đất sau sạt lở. Như vậy, sau gần 48 tiếng tạm ngừng lưu thông, đèo Bảo Lộc đã thông xe trở lại, tạo thuận lợi cho việc di chuyển từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ và ngược lại. Trước đó, tuyến đèo Bảo Lộc bị chia cắt từ chiều ngày 30 tháng 7 sau khi xảy ra sạt lở nghiêm trọng vùi lấp trụ sở trạm cảnh sát giao thông và 4 người, gồm 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông và 1 người dân. Trong quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Y tế đề xuất 5 bệnh viện hạng đặc biệt sẽ được nâng cấp thành bệnh viện hiện đại ngang tầm một số nước trong khu vực và quốc tế. Theo đó, 5 bệnh viện hạng đặc biệt sẽ được nâng cấp là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế. Việc nâng cấp 5 bệnh viện này là để giảm số người Việt Nam phải ra nước ngoài điều trị, đồng thời thu hút người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại Việt Nam. Hiện các bác sĩ Việt Nam đã làm chủ được rất nhiều kỹ thuật điều trị cao, không thua kém các nước khác. Điển hình là các kỹ thuật làm răng, thụ tinh trong ống nghiệm, điều trị đột quỵ, ghép gan, ghép thận, ghép tim, chữa khớp, mổ nội soi, phẫu thuật mắt với chi phí thấp hơn so với điều trị tại các nước khác. Chỉ vừa tái xuất sau một năm vắng bóng ở mọi giải cờ tiêu chuẩn, Đại kiện tướng Lê Quang Liêm giành ngay chức vô địch BL Grandmaster 2023, đồng thời chạm tay vào Elo 2740, lần đầu góp mặt trong top 15 các cầu thủ mạnh nhất thế giới. Được hưởng lợi từ các yếu tố khách quan, bản thân lại có đột phá mạnh mẽ ở thời điểm quan trọng nhất với việc bảo vệ thành công ngôi vô địch BL Grandmaster, tăng thêm 11,8 Elo. Lê Quang Liêm nhảy vọt đến 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 15 thế giới trong bảng xếp hạng tháng 8 năm 2023 trên tổng số hàng nghìn kỳ thủ được xếp hạng. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội Hungary hôm 31 tháng 7 quyết định hoãn bỏ phiếu phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO do các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền vắng mặt. Tại cuộc họp quốc hội do phe đối lập Hungary triệu tập để bỏ phiếu về việc phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO, các nghị sĩ đảng cầm quyền và các đối tác đã không tới dự họp, khiến cuộc bỏ phiếu bị hoãn. Quốc hội Hungary trước đó kết thúc phiên họp mùa xuân hôm 7 tháng 7, nhưng Chủ tịch Quốc hội nước này đã phải triệu tập cuộc họp khẩn theo yêu cầu của 49 nghị sĩ đối lập. Trong khi đó, các nghị sĩ đảng cầm quyền và các đối tác tuyên bố chỉ xem xét việc phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO vào mùa thu. Theo dữ liệu mới công bố, khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tăng trưởng trở lại vào quý 2 năm 2023 với mức tăng lớn hơn dự kiến sau khi suýt tránh được suy thoái kỹ thuật vào đầu năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy GDP trong Eurozone tăng 0,3% trong quý 2 so với 3 tháng trước đó, cao hơn kỳ vọng 0,2% trong cuộc khảo sát của các nhà kinh tế. GDP của 20 quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu đã giảm 0,1% trong 3 tháng cuối năm 2022 và trì trệ trong quý đầu tiên của năm nay. Trong số các quốc gia lớn nhất của khối, Pháp và Tây Ban Nha đã tăng trưởng với tốc độ ổn định nhờ xuất khẩu và du lịch mạnh mẽ hơn, trong khi Đức, quốc gia lớn nhất của khu vực, không tăng trưởng và Italy bị suy giảm. Chuyển sang những thông tin khác. Cuối tuần qua, hơn 700 xe cổ và xe trên 30 năm tuổi đã cùng tham gia sự kiện diễu hành lần thứ 16 tại thủ đô Paris của Pháp, với điểm nhấn là cuộc diễu hành quanh các tuyến phố lớn của thành phố và thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Lễ diễu hành xe cổ là hoạt động thường niên tại Paris với sự tham gia của nhiều loại phương tiện, từ ô tô, xe máy, xe bus, thậm chí là cả xe kéo, đến từ khắp nước Pháp cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác. Sự kiện bắt đầu lúc 8 giờ sáng từ lâu đài Vincennes ở phía đông Paris và hành trình qua hàng loạt 20 địa điểm nổi tiếng của thành phố như tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn và kết thúc tại Meudon ở phía tây nam Paris. Xuyên suốt hành trình, người lái thường tụ tập trò chuyện cũng như khoe những xe cổ độc lạ của mình với những người cùng đam mê. Hàng ngàn người mới đây đã tập trung ở bang Virginia của Mỹ để theo dõi cuộc thi bơi của những chú ngựa hoang dã. Đây là sự kiện thường niên nổi tiếng được tổ chức vào cuối tháng 7 với truyền thống gần 100 năm qua. Khi thủy triều rút, các tình nguyện viên được gọi là cao bồi nước mặn đã cho hơn 200 con ngựa hoang dã bơi qua kênh Assateague. Sau cuộc bơi, những chú ngựa thuộc giống Syncretic được cho diễu hành đến khu vực chính của lễ hội. Tại đây, một số con ngựa được bán đấu giá.
và số tiền thu được sẽ được dùng để chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho đàn ngựa. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.